Mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tùng Mây Vàng. Hôm nay mình tiếp tục lên 30 khoai mai giáo quý vị. 30 khoai ha. Bao giáo quý vị là 9 đến 12 cánh ha. Đây, mình tiếp tục lên ha quý vị. Rất mong cô chú bác ủng hộ mình ha. Vô cây số 1 ha. Rồi, địa chỉ mình ở ấp Hòa Thới, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Đây, cây số 1. Vị trí này là 19 ha quý vị. Chiều cao 74. Bao giá quý vị là 92 cánh ha. Rồi, mã số 1 giao lưu đến quý vị là giá 700 ha. 700. Tay cành đều, rễ đẹp nha quý vị. Đây, bộ số 2. Chiều cao 82. Hoành 20 yếu, tính 19 thôi. Cũ. Cũ nở nha quý vị. 29. Đó, mã số 2 Zalo đến quý vị là giá 900 ha. Bao bông quý vị là 92 cánh. Đó. Còn bộ là mai giáo hết nha quý vị. Được bắn ra mạnh luôn hả? Nó quay tường chưa? Rồi. Tiếp tục mã số 3. Chiều cao 86. Hoành thân 18 đúng. Đó. Đấy đặt gạch hết nha quý vị. Nói chung cây nào cũng đấy đẹp hết nha quý vị. Tay cành đều. Rồi, mã số 3 Zalo đến quý vị giá 900 ha. Mã số 3 giá 900. Mã số 4, cây này cái xù nha quý vị. Chiều cao 69. Quanh ngay trí này là 22 ha, 22. Đó. Đây, xù đây. Chải ha. Nách nào cũng có nha quý vị. Một cục ha. Từ trên dưới luôn. Đó, cục cục ráo ha. Chải dưới đây ha. Ừ. Rồi, mã số 4 Zalo quý vị 1,5 triệu ha. Bao bông bị 92 cánh ha. Cái nào mà bao bông nó với bao bông nha quý vị. Không có 5 cánh đây nha quý vị. Rồi, mã số 4 Zalo giá 11,5 triệu. Số 5. Chiều cao 81. Hoành 21. Đấy, tùm lum đó luôn quý vị. Bao ship toàn bộ ha quý vị. Bao bông bao ship. Rồi, mã số 5 Zalo 1,2 triệu nha quý vị. Số 6. Chiều cao 97. Hoành thân 23. Đó, này có lỗ miếng nữa không sao nha quý vị. Xử lý keo rồi. Đấy, đặt cặp tay cành đều luôn. Rồi, mã số 6 Zalo đưa bị là 1,6 triệu ha. Chữ 6, bởi chữ 6. Thân lắc lượng ha quý vị. Tay cành rải rác đều ráo luôn nha quý vị. Mau chơi. Rồi, hỏi coi. Đâu, cái này dữ ra. Mà số 7, chiều cao 119. Hoành 25. Cũ 33. Đấy, đều bút mặt ha quý vị. Bao đế ha.
Thì trong quá trình quay phim có điều chi vô sóc, rất mong cô chú bác ủng hộ bỏ qua ha. Tôi đăng ký kênh chia sẻ cho mọi người cùng xem nha quý vị. Rồi mã số 7 giao lô quý vị là 2 triệu ha. Số 7 2 triệu. Số 8. Bao bầu luôn. Bao bầu. Chiều cao 111. Hoành thân 19. Hả? À. Đấy đặt gặt luôn kìa. Mã số 8 giao lô 1 triệu 3 nha quý vị. Mã số 8 giao lô 1 triệu 3. Bao bóng 19-12 cánh nha. Mình nói giỏ Thủ Đức nha quý vị. Giỏ Thủ Đức có chút cút thọ hơn đây nè, mà mình nói giỏ Thủ Đức thôi. Mã số 8 giao lô 1 triệu 3 nha quý vị. Đây, mã số 9, cây đế lực. Chiều cao 1m01. Quanh ngay trí này 19. Tính 18 thôi, 19 yếu. Đó. Đế cộng mập mà mập không nha quý vị. Mã số 9 giao lô 1 triệu 2 nha quý vị. Lá xanh lét luôn. Ai cần điều chi lắc lượng. Rồi mã số 9 giao lô 1 triệu 2. Bao ship toàn quốc. Mã số 10. Chiều cao 96. Hoành 19. Để 4 mặt luôn. Mã số 10 giao lô 1 triệu 2 luôn nha quý vị. Đây, mã 11. Chiều cao 73. Này 73 luôn. Quanh ngay chí này là 24. Đít nở nha quý vị, đít chà bá luôn. Đích này là 39 quý vị. Đó, để vậy quý vị chơi hay vẫn thấy ha. Bao đế luôn, 24 giờ luôn. Bao bông, bao xếp. Toàn quốc. Rồi, mã 11 giao lưu 2 triệu nha quý vị. Mã 11 giao lưu 2 triệu. Đây. 12. Chiều cao 95. Quanh ngay trí này là 21 yếu, tính 20. Mã 13 giao lưu, mã 12 giao lưu 1 triệu 3 nha quý vị. Mã số 12 giao lưu 1 triệu 3. Đế thì bao đế luôn, gặp rau. Mã 13 này giữ à. Chiều cao 1m đúng. Quanh ngay chí này 23. Cũ 38. Chưa có tay cầm. À, tay cầm đều nha quý vị. Thằng lắc ha. Rồi mã 13 này giao lưu 1 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi đổi coi. 14. Chiều cao 60-65. Hoành thân ngay chí này 21. Cũ 32. Rồi máy 14 giao lưu 1 triệu nha quý vị. Bao ship toàn quốc.
tay cầm nó phân bố đều nha quý vị. Rồi đó coi, đây nó 16, chiều cao 1m02, hoành thân 22. Đây, cây rất mạnh nha quý vị, bắn tọt ra đó ha. Cây này già cây lắm rồi quý vị, sần sùi xù ra đó ha, nó trên đây xù chảy 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 ra ha, nè đó chảy từ trên dưới ha. Má 15 giao lưu 1,5 triệu nha quý vị. Ủa 1,4 triệu, má 15 giao lưu 1,4 triệu nha quý vị. 15 giao lưu 1,4 triệu, cái đất thật chà bá luôn, đấy đều bốn mặt nha quý vị, sổ xuống ha. Rồi tiếp tục mã 16. Mã 16. Chiều cao 97. Quần ngay trí này là 20. Đó, cái này để nó mà đây nó hơi lép chút xíu mà chìm ở dưới nha quý vị. Đây có mà chìm dưới ha. Chìm dưới. Rồi mã 16 này giao lưu quý vị 900 ha. Tay cành phân bố đều ha. Mã 16 giao lưu 900. Tiếp tục mã 17. Cây lùng lực nha quý vị. Chiều cao 67. Quành ngay trí này là 20. À, có lùng lực quá vậy. Để đều bốn mặt luôn. Con khúc có tay cầm như vậy, chừng 5 phân có tay cầm này nha. Mã 17 này giao lưu quý vị là giá 1,3 triệu. Đây, mã 18. Chiều cao 87. Hoành đo ngay trí này kìa. 22. Đó, đo lúc trên đây kìa. 16. Mình đo dưới kẻ dưới đây nha quý vị. Đó. Nó có một cục chỗ này. Mã 18 giao lưu 1 triệu nha quý vị. Thân lắc lượng ha, tay cành phân bố đều ha. Bao ship quý vị ha. Tay cành nó đã đều đế đều bốn mặt luôn. Mã 18 giao lưu 1 triệu. Mã 19. Cái này giữ ra. Chiều cao 1m đúng. Hoành thân 21. Cũ 39. Để nôm nha vị. Mã 19 giao lưu 1,2 triệu. Mã 19 giao lưu 1,2 triệu nha vị. Tay cành đều luôn, từ dưới lên trên luôn. Bao bông quý vị 92 cánh. Chiều cao 82. Hoành thân 18. 18 nha quý vị. Cái này có như thú quý vị ơi. Đó, như con thú vậy. Có đít mà sao ha. Mã 20 này giao lưu đi quý vị là giá 1,1 triệu ha. 1,1 triệu, mã 20. Cây rất mạnh nha quý vị. Thịt tột lum hết ha. Đó. Mã 20 giao lưu 1,1 triệu. Đây tiếp tục cây xù nha quý vị. Xù toàn thân ha. Chiều cao 96. Hoành thân 18. Đây, xù toàn thân nha quý vị. Chảy lên ha. Chỗ nào không có bể xù ráo ha quý vị. Chảy chảy ráo rồi.
Già cây lắm nha quý vị. Mã 21 này giao lưu quý vị là giá 1 triệu mốt luôn ha. 1 triệu mốt, mã 21 nha. Xù nách nào cũng có cho chảy đó nha quý vị. Bể ra đó rồi. Đây cành thì đều. Bao bông đẹp luôn. Mã 22. Quát là bể đích luôn. Chiều cao 87. Quành ngay trí này là 17. Nguyên cái đích luôn. Đồ nguyên thích cho quý vị tham khảo ha. 40. Đế đều bốn mặt luôn, bao đế vị luôn, bao bông đẹp. Bao xếp, tay cành đều, mau chơi. Rồi, mã 22 giao luôn 1 triệu 3 luôn nha quý vị. 1 triệu 3, mã 22. Chiều cao 94. Quạnh này chí này 20. Để đều bốn mặt nha quý vị. Tay cành phân bố đều chi luôn. Rồi mã 24 này giao lưu đến quý vị 23, 23 giao lưu là 1 triệu nha quý vị. 23 giao lưu 1 triệu. Bao bao vị 92 cánh ha. Chỗ Thủ Đức ha. Rồi, 24. Cái này giữ rồi. Chiều cao 86. Hoành thân 19. Đó. Để nó đều bốn mặt luôn. Tay cành đều nha quý vị. Lùng lực ha. Mã 24 giao lưu 1 triệu 2 nha quý vị. Mã 24 1 triệu 2. Em có bể đít bự rồi nha quý vị. Chiều cao 88. Hoành thân 19. Củ nở 40, rá rá cho quý tham khảo ha. Để điều tứ diện luôn. Này đế hai tầng đế nha quý, ở trong có một tầng đế nữa nha quý. Ở ngoài có một tầng, trong có một tầng nha quý. Đó, trong có một tầng đế nữa. Tay cành giót lên đây vẫn chừng 4 5 phân nha quý. Rồi mã 25 giao luôn 1 triệu mốt nha quý vị. 25 hả? Mã 25 1 triệu mốt. Đây 26. Cái này dữ à. Chiều cao 1m08. Hoành này chí này 20. Để đều bốn mặt luôn nha quý vị. Mã 26 giao lưu quý vị 1 triệu 3 ha. Toàn bộ cây này bao ship hết nha quý vị. Bao ship, bao sống cho quý vị luôn. Bao bông 92 cánh. Đó, mã 26 giao lưu 1 triệu 3. Chiều cao 87. Quần này chí này 19. Đế đều bốn mặt luôn nha quý vị. Bao đế quý vị ha, cây nào cũng vậy. Tay cành lắc lượng mau chơi. Mã 27 giao lưu 1 triệu 2 nha quý vị. Bao bông dảo ha. 92 cánh. 28. Lùng lực. Chiều cao 76. Quạnh này chí này 23. Để đều bốn mặt luôn nha quý vị. Đụng lực.
Rồi Zalo cái này 28 này Zalo với quý vị là 1.4 triệu ha. Mã 28 Zalo 1.4 triệu. Mã 29 bạch giữ. Chiều cao 92. Quạnh chiếc này 26 nha quý vị. Quá trời đế bị ủ mặt luôn nha quý vị. Cây rất già cây. Mã 29 giao luôn 1.8 triệu nha quý vị. Trên có nguyên cục sụ chà bá ha quý vị. Đây nguyên cục sụ chà bá đây. Nách nào không có sụ đó nha quý vị. Chảy chảy ra ha. Tượng lên ha. Đó. Cái này nuôi vì sao có tương lai nha quý vị. Cái đất đây cũng bể sù ráo luôn ha. Đây nó bể chảy ra nguyên bạch luôn ha. Rồi mã 29 vô lưu 1.8 triệu nha quý vị. Đây. Mã 30 cuối lép nha quý vị. Cái này tàn đều. Chiều cao 1m04. Quạnh ngay chiếc này là 21. Đế đều bốn mặt luôn, tay cạnh đều luôn. Hai tầng đế luôn, trong có tầng đế luôn. Rồi mã clip này giao lưu đến quý vị là giá 2 triệu. 2 triệu ha. Tay cạnh đều ráo luôn. Bao bông 92 cánh. Rồi, rất mong cô chú bác ủng hộ mình ha. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha quý vị. Nếu có nhu cầu mua mai vàng liên hệ số điện thoại của mình để phần tiêu đề nha quý vị. Mình Tùng Mai Vàng. Đó, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.